Mưa bão kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã làm 3 người chết, 1 người bị thương. Địa phương triển khai nhiều phương án kiên quyết di dời, sơ tán người dân, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó, các nạn nhân tử vong gồm một phụ nữ 38 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, khi chở hai con đi học về bị nước cuốn trôi. Nam thanh niên 23 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, đi qua cầu tràn bị nước cuốn trôi. Và em học sinh 13 tuổi cũng ngụ huyện Đô Lương bị nước cuốn trôi khi đi học về. Các huyện Quế Phong, Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương và thành phố Vinh đã phải di dời hàng trăm hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt tới nhà văn hóa, trường học ở tạm.